Ý á, nó nổ nó hay hơn ở Ý vậy nè. Miếng bơ nó giòn lắm. Mà bản của Mỹ á là ở ngoài là mai, ở trong là km ha. Khác với lại cái nhan nè, nó có cái xi nhan. Đó. À, bô nó khác luôn. Đó. Sao nó cái nhà này mà xong máy nó cũng khác luôn. Khác biệt đó. Nó cái tem thế này. Xe 24 2009 là một đĩa, nó có cái bảng này mà hai đĩa nữa. Đây, chiếc SH cái bảng này là nhập của Mỹ anh em, có hai cái xi nhan như là nó bít cái đèn này luôn. Đấy, chạy lâu năm rồi, cũng chục năm rồi, nổi tiếng. Nó lên tới đây. Nó đứng làm xong nó mở tua này. Xe này cũng hơi hiếm mà. Nhàn rồi. Bô nó khác cái xe bản nhập Ý luôn. Đây sau đây hai bộ nồi, một cái SH 350, một cái SH Ý bản Mỹ. Thì làm nồi lọc gió. Với là làm cái khâu này nè, làm cái khâu khác luôn, nó không có bị kêu đẹp rẹt nữa. Cái SH 350 nó hay bị lắm. Mới làm cái láp này cho nó hết hú nha, láp nó hơi hú nhẹ. Nồi thì mình phay ảnh bi nè, bẻ đồ dớt theo bài. Đấy, cái dây cua nó mở lên đây luôn, còn zin nó hiện lên tới đây thôi. Mình có quay trước và sau khi làm cho anh em xem nha. Làm bố rồi. Bố nó xài 5 càng luôn nha anh em. 1, 2, 3, 4, 5. Mấy xe bình thường thì chỉ có 3 càng thôi. Thì nồi thắt Ý cũng phải anh bi bẻ đồ luôn. Rồi làm chuông nè. Để chuông. Rồi thay lọc gió đồ chơi, giúp cái lượng gió nó nhiều hơn. Cái zin này chạy mới có mấy ngàn cây là đóng bụi rồi. Cái bản thân lọc gió zin đó nó không có đủ gió, nó bằng giấy á. Còn lọc gió đắt Ý này thôi nó giờ bà cố luôn. Nhìn là dục. Thay gió đồ chơi luôn đó. Thay cái nước giải nhiệt của ADK của châu Âu, nó mát máy hơn. Xe này chạy 3 ngàn. Nước zin nó hơi nóng. Cái mình làm là nó có bị rơ nè, thấy không? Nó bót lắm, nó vừa đủ vô cái cốt luôn. Còn zin của nó là nó hơi bị lỏng. Rồi, anh em xem nha. Rồi, nó bị lỏng rồi. Rồi, bót không? Nó có chút xíu thôi, trên là chừng nửa ly à. Nó kêu rẹt rẹt á. Rồi, bây giờ mình lắp vô, mình test từng xe cho anh em xem ha. Chiếc SH bản Mỹ khi mình làm nồi lọc gió xong đặt một cái lỗi luôn, hết hú hết rung cũng mở tua. Đây mình làm nồi SH 350
Ý á, nó nổ nó hay hơn ở Ý vậy nè, tiếng bơ nó giòn lắm. Đây tiếp tục bộ đôi 350, bộ đôi một cái thắt Mỹ như là một cái thắt Ý, 300 nồi radio quay nồi cái bà giòn mới làm máy luôn, máy bếp ba. Con vẹt nha, mắc 350 quân lò vô xăng nữa, 300 mây, 300 mây mới thắt về cái thắt ấy. Đó, cố gắng trong xe cho anh em nha. Đây,